thích người đàn ông cái mông to chị. Như vậy? Dạ, nhìn cho quyến rũ chị. Cũng dễ thương, vậy là khởi đầu nó thành công rồi. Dễ thương. Hy vọng ngày hôm nay có sự góp mặt của gia đình bên họ nhà gái thì cái tình yêu sẽ được thăng hoa và nảy nở. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến đến cặp đôi thứ hai, xem ngày hôm nay họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Hả Man? Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Rồi, em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Hương Hiền, năm nay em 25 tuổi ạ. Dạ, hiện tại em làm kỹ thuật viên cho một công ty thiết bị y tế vậy. Rồi, xin mời bạn trai. Xin chào tất cả mọi người và chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Em tên là Đặng Văn Bình. Em năm nay 25 tuổi. Nghề nghiệp của em là giáo viên. Dạy cấp mấy? Dạ, em dạy cấp 2. Dạ, em dạy tin ạ. Hả? Tin học. Dạ, em dạy tin học. Tin học hả? Dạ, dạ. Dạy trường có nhiều cô giáo xinh lắm. Không làm quen tới đây để làm gì? Tất cả giáo viên trong trường thì đều là lớn tuổi hơn em hết. Quan trọng là cái nhìn đầu tiên mình chả có ai là đối tượng hết. Chưa có bạn gái hả? Dạ không, là hồi nhỏ đến lớn sinh viên đại học thì mẹ em cứ nói là mi cứ lo mà học đi, mai kia ra trường làm việc đã rồi từ từ kiếm người yêu được con. Thế là em cứ nghe lời mẹ đến giờ luôn. Chưa có mối tình vắt vai nào? Dạ chưa. Đó, bên này chưa có mối tình nào đó nha. Nhưng mà quê bạn ở đâu? Dạ, quê em ở Huế ạ. Huế, rồi. Em quê ở đâu? Dạ, em ở Củ Chi chị. Mình giới thiệu một chút xíu về mình đi. Em thì nói chung em thấy em hoàn hảo lắm chị. Hoàn hảo lắm? Tại sao lên đây ngồi? Bởi vì em cũng thắc mắc đó chị. Tại vì hồi đó giờ cứ em thích ai cái là người đó không thích em. Gì kỳ vậy? Cái người mà ta thích em em cũng thích lại luôn. Cái ngoe trong ngoảy vậy đó ha. Dạ, cái riết cái em chán quá cái em không muốn gặp ai nữa. Rồi, đó là không có khuyết điểm gì hết. Dạ, có gì? Ưu điểm của mình là gì? Em biết nấu cơm nè chị. Em biết chăm trẻ con nè. Rồi em biết làm đồ handmade nữa. Nói chung là ai lấy em về chứ sướng lắm. Sướng là sướng là sao bạn? Sau này em nghĩ là em sinh mấy con em cũng chăm được á. Hay quá ha, tính kỹ luôn mà muốn sanh mấy đứa. Dạ, nói chung là tùy khả năng rồi chị. Bạn trai bên kia thấy sao? Dạ em nghĩ thì em làm nhà nước nên chị hai la đủ thôi ạ. Hiện nay thì ở với ai? Hiện tại đang ở với anh và chị. Ở đâu? Dạ ở quận 12. Nhưng mà sau này lấy vợ thì ở đâu? Ở chung với anh chị luôn à? Dạ không, ba mẹ em để lại cho em nữa. Rồi vậy khỏe rồi. Có nghĩa là nhà đó chia đôi cho hai anh em phải không? Dạ không, ba mẹ em có hai căn. Bây giờ vấn đề chúng ta có sở trường gì để nói cho bạn gái bên kia biết? Sở trường thì em nói là em nghĩ là mình siêng. Siêng là sao anh? Siêng năng hả? Chịu khó, nghe lời. Nghe lời bạn. Nghe lời ai? Dạ tất nhiên thì phải nghe lời vợ vị mẹ đó. Vậy luôn á hả? Dạ. Rồi còn gì nữa? Làm thơ. Làm thơ? Huệ mong huệ mơ mà làm thơ là hay lắm, làm thử. Dạ, tiện thể đấy thì em cũng gửi tặng mọi người một đoạn thơ do em nghĩ ra. Rắn tê mô rửa của tôi ơi, tôi đã thương ó thiệt mất rồi. Ó không son phấn, môi không thắm, chỉ tóc ó dài chỉ thế thôi. Hiểu không? Dạ không chị. Có cần dịch không? Dạ dịch lại đi anh ơi. Đọc lại đây dịch. Dạ rắn tê mô rửa mà có nghĩa rắn là ở đâu? Đọc đi tôi dịch ông. Tôi biết dịch. Dạ, rắn tê mô rửa của tôi ơi. Ừ, là hỏi cái cô bạn gái xinh xinh của tôi đâu rồi? Tôi đã thương ó thiệt mất rồi. À, anh đã thương em là thật sự đó. Ó không son phấn, môi không thắm. À, ó không có đánh son, nhưng mà cái nền cái môi ó không có đỏ. Chị tóc ó dài chị thế thôi. À, đơn giản tóc của em chỉ dài mà anh rất thích. À, tôi dịch vậy là tôi nâng lên lắm luôn rồi đó nha. Đồng hương đó. Chị Cát Tường ở Huế đó, người Huế đó. Ngạc nhiên chưa? Dạ. Cái ảnh ní mày là chứ tê. Thôi trừ thích người bạn gái sao? Thì em không có cao nên em không yêu cầu người phải cao hơn mình. Em cao mày. Dạ em kém là sáu ạ. Răng lung rửa. Em không thích chi? Dạ không thích về bằng gái thì... Chuyện lẹ tôi. Dạ em nghĩ thì em cũng không có thích nhuộm tóc đâu. Một cách dữ dội.
Nhưng mà anh nghĩ nhuộm tóc bình thường mà, nhuộm đẹp mà. Thật sự em cũng thích mà mẹ em cũng thích. Thí dụ giờ em thích mà mẹ em không thích thì sao? Tại vì đa số mẹ em về em cùng quan điểm nên đa số là giống như những cái em thích mà em đều thích. Làm dâu được không? Bây giờ bạn gái nghe hết rồi đó, bạn cảm nhận thế nào? Làm dâu được không? Làm dâu được chị. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Không thích người đàn ông thấp, em thích cao cho đẹp. Người tính tình thì em không thích người đàn ông mà lười biếng chị. Thích là em thích người đàn ông có lập trường nè, đừng có nói mà làm nhiều. Rồi thích người đàn ông cái mông to chị. Chứ vậy? Dạ nhìn cho quyến rũ chị. Quyến rũ? Mông to quyến rũ? Thôi xuống đi thôi. To không to không anh Linh? Sao kỳ vậy? Sao nói lại cái nhu cầu đó coi. Dạ em thích nhìn người đàn ông từ phía sau anh à. Nhìn ảnh từ phía sau mà cái mông anh không to, cái nhìn không đẹp. Thì rủ bây giờ em gặp một người rất là thương em, chăm sóc cho em đầy đủ điều kiện hết, nhưng mà hơi thấp hơn em thì sao? À, nói chung là em cũng quan trọng vào cái cảm giác ban đầu nữa anh. Ví dụ như chút mà kéo màn lên em nhìn anh đó em thấy thích thì mấy cái đó em mở qua được. Rồi cái này được, cái này được, bảo đảm em nhìn thích. Mình đi có ai đi theo mình không? Dạ có mẹ với lại dì với bạn em chị. Mẹ dì bạn nữa dạ. Đâu rồi mẹ dì bạn đâu? Xin dạ chào, anh Quyền Linh xin chào Cát Tường. À chị là mẹ hả? Mẹ. Dạ chị thấy cái anh bệnh anh sao chị? Nói chung thì cũng được. Có lùn quá không chị? Cũng không đúng yêu cầu của con gái. Vậy sao được chị? Thì nói chung tính tình nói chuyện thì thấy được. Dễ thương nói chuyện hiền. Dễ thương mà. Hiền. Rồi cảm ơn cô nhiều. Mình có đi với ai không? Thì em tới với chị đồng nghiệp với em mẹ. Chào dì. Chị thấy cô bên này sao? Thầy cùng sinh. Là phù hợp với cháu mình không? Dạ phù hợp ạ. Dạ. Thôi bây giờ này nè, ở đây người ta nói là ăn thua là nhìn mặt nhau lên. Đúng rồi, ăn thua nhìn mặt cái cảm nhận thôi. Mới được chứ giờ mình có nói quá mà người ta nhìn không được thì cũng như không à. Rồi, kéo màn lên đi. Hai phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Chào anh. Chào, anh chào em. Em có thích chụp hình không? Dạ em thích lắm anh. À, em nghĩ thì anh nghĩ thì em chụp hình con, việc con là giống như Photoshop hay là muộn làm đẹp như nào đó là việc của anh ha. À, anh mới làm Photoshop anh. Ok, tại vì anh dạy tin mà. Mới bên cạnh đó anh nhìn em xinh rồi, anh nghĩ thì không cần Photoshop hay cái gì đó thì em cũng là xinh rồi. Dạ cảm ơn anh. Lành quá. Quan điểm về tình yêu của anh như thế nào? Nghĩ thì tình yêu thì theo anh thì không nên phân biệt. Phân biệt là sao anh? Giống như mình, anh nghĩ tình yêu thì không có phân biệt tuổi tác là một này, không phân biệt giàu nghèo hay là không phân biệt giữa cao thấp. Em có thấy cái giọng nói Huế của anh có thấy khó chịu hay là khó nghe không? Anh cảm ơn anh. Tặng gì nói luôn đi. Thực sự đó là bánh lọc Huế. Dạ. Mà khi tuổi thì anh về gì thì tôi nói không biết là còn được bên kia hay là gì đó không, nhưng mà ý là muốn có một tấm lòng nào đó để gửi tặng bạn gái qua cái ăn cái bánh lọc, tại vì đó là cái em làm á, là anh làm tự tay anh. À, em làm đó hả? Dạ dạ. Anh nghĩ thì làm cả tuần rồi đó, giờ mới đem đi tặng. Dạ không, mà mới thực sự là mới nửa sống buổi sáng ạ. Buổi sáng em đi gặp thì xong về là nhờ gì hấp dâm ạ. Em có thấy cái em nghe giọng Huế của anh, em có thể cảm giác giống như mình khó chịu hoặc là khó nghe không? Tại vì hồi đó giờ em chưa có tiếp xúc với cái người Huế nhiều anh, nên là em hơi bị khó nghe. Hát tỏ tình bài đi chứ nói người ta khó nghe. Tại vì chắc rúng quá nên thành ra em không có hát được nguyên bài, nhưng mà em sẽ hát đúng rồi. Câu tặng bằng nữ. Không có thời gian hát nguyên bài đâu. Ánh mắt yêu thương ta cho phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn, anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Hát lại, hát lại, tặng lại. Tặng lại đi em. Dạ, em hát đó hả chị? Ừ. Kệ, dạ, chi mình tiếng lên. Anh chuẩn bị tinh thần trước nha anh, tại vì em hát hay lắm á. Vỗ tay.
nuôi nuôi thuyền thuyền máy máy nước nước. Dạ rồi anh. Dạ hay không anh? Hay không anh? Nói chung bốn cái thứ đó không liên quan gì tới nhau hết trơn á. Vậy là hổn rồi đó. Thôi mình dọn bánh bột lọc ra ăn đi. Dọn bánh bột lọc ra ăn đi. Chuyện. Em có thích ăn bún bò Huế không? Dạ hả? Dạ em thích ăn anh. Tại vì anh nấu ăn được. Dạ. Đặc biệt là món bún bò Huế anh cũng nấu được. Nên nếu mà em đồng ý thì anh sẽ trở về nhà anh và anh sẽ thực hiện. Em thấy răng. Dạ thấy cũng được chị. Thôi quyết định. 2 phút đã hết. Chúng ta quyết định suy nghĩ thật kỹ xem có đồng ý nhấn nút với nhau hay không. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi mời bạn. Một giọng nói rất là cảm tình và rất là dễ nhớ ấn tượng. Nhưng tại sao bạn nữ không bóng? Dạ như em cũng nói lúc đầu là em quan trọng cái cảm giác ban đầu nữa. Nhưng mà em chưa thấy được cái sự đồng điệu giữa hai người với nhau. Dạ. Nhưng mà em cũng có món quà tặng cho anh. Thì cái món quà này là em tự làm. Nếu như em cũng thích chụp hình á, nên là em làm cái cuốn rapbook này. Hy vọng là sau này anh sẽ lưu giữ là những khoảnh khắc. Anh ngại không em? Họ có bao nhiêu nhân viên? Em được hai người làm với một kế toán. Trời đông quá em. Mời bạn trai. Đây em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Chào chị Cát Tường ạ. Chào em. Chào quý khán giả. Em tên là Đỗ Văn Thọ, hiện nay em 27 tuổi. Em đang kinh doanh tại nhà. Thọ 27 tuổi kinh doanh tại nhà. Chưa biết kinh doanh gì. Và mời bạn nữ bước ra sân khấu. Các bạn chào anh Nguyễn Linh và chào quý vị khán giả. Rồi chào bạn, bạn tư giới thiệu về em. Em tên là Bảo Ngọc, năm nay em 23 tuổi. Ngọc đang làm gì? Dạ em là nhân viên sale. Bên kia là kinh doanh tại nhà. Dạ. Bây giờ mình nói cho bạn gái biết mình kinh doanh cái gì nào. Dạ hiện tại giờ em đang kinh doanh vấn đề trang trí nội thất. Trang trí nội thất, ngoại thất. Trang trí gì? Nhà cửa đấy ạ. Như là một chất tường sơn nước ạ. Dạ. Rồi gì nữa? Tư vấn cho người ta sử dụng hàng tốt hơn. Mà em là... Em là chủ luôn ạ. Chủ luôn hả? Một ông chủ trẻ tuổi như vậy, cũng đẹp trai. Dạ. Cao ráo, ưa nhìn. Sao mình chưa có người yêu mà lên đây ngồi? Thực ra thì em cũng từng trải qua hai mối tình. Cách đây khoảng cỡ được 3 năm rồi. Từ 2012, em yêu cô bạn được 5. Thế là do hai người không hiểu nhau rồi đâm ra chia tay. Không hiểu rồi, không hiểu vấn đề gì. Em thì quen để tiến tới hôn nhân. Còn bạn ấy thì chưa nghĩ tới chuyện hôn nhân. Bây giờ hỏi bạn gái là mình đã tính đến chuyện hôn nhân chưa? Dạ khoảng 2 năm nữa rồi chị. 2 năm nữa, bên kia 2 năm nữa được không? Thọ. Dạ được ạ. 2 năm nữa là hợp phù hợp ha. Mình giới thiệu một chút về mình, ưu điểm, khuyết điểm của bạn. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng và nhiệt tình với công việc. Khuyết điểm của em đó là nóng tính, sự thẳng thắn nữa. Nhiều khi em thẳng thắn quá là người ta mất lòng. Với lại nhiều khi em bực bội chuyện gì ấy, em nói nhiều để có người nghe. Có nghĩa là mình bực mình nói, mình cần có một cái người nghe. Dạ, em cần xả chết có người nghe. Từ trước giờ có ai nghe chưa? Dạ có rồi chị, nghe xong mới được mấy là 6 tháng ta bỏ chạy trơn. Thế mối tình đó là cách đây bao lâu rồi? Dạ cách đây cũng 2 năm, 3 năm. Nhưng mà chẳng lẽ không có bà ai đeo đuổi mình trong mấy năm qua sao? Dạ cũng có nhưng mà em thấy không phù hợp nên em không tìm hiểu mà. Tại sao không phù hợp? Em nhìn thấy người đó không gọn gàng sạch sẽ là em không thích rồi. Bạn thích người đàn ông như thế nào? Gọn gàng sạch sẽ, vui vẻ, thoải mái, không có không thích người, không thích người keybo, keo kiệt, không thích người gia trưởng. Bạn có keybo không? Dạ keybo em không ạ. Có tính toán không? Dạ không ạ. Ai cũng cho xà láng hết trơn hả? Thì cái gì mình có cái gì đó để mình đầu tư, cái gì đó để mình được của mình thì mình không keybo ạ. Còn cái gì đầu tư cho khác thì keybo? Cũng tùy ạ. Bạn thích mẫu người bạn gái như thế nào? Em thì thích bạn gái là cao 1m55 thôi ạ. Không mập mà không gầy quá, có công việc ổn định ạ. Đơn giản vậy. Đơn giản ạ. Điểm nào em không thích ở người bạn gái? Nói nhiều với hai càm ràm á. Bên trời này em nói nhiều lắm anh ơi. Đó, sợ chưa? Không sợ ạ. Em cũng hung dữ lắm hả anh? Anh cũng dữ mà. Ủa quê em ở đâu Thọ? Dạ em quê ở tỉnh Hà Nam ạ. Hà gì? Hà Nam ạ. Hà Nam. Bạn ở nước nào hay nước Lào? Bây giờ nói thử coi. Nước nào? Nước nào là nước Lào? Nước nào là nước nào?
Nói cho rõ cái nào. Dạ. 2, 3. Nước nào là nước nào? Nước nào là nước Lào? Nước nào là nước nào? Thôi mệt quá. Rồi. Thôi nước nào kệ nó đi. Ngại quá. Giờ lấy vợ xong ở đâu nè? Ở chung với bố mẹ chị ạ. Bố mẹ ở đâu? Em ở quận Bình Tân ạ. Ờ, làm dâu có dạ. Ngại gì không? Cũng được chị. Em ở Biên Hòa nhưng mà chỉ sợ anh từ Sài Gòn chạy xuống hơi xa đó anh. Qua tuần nó chạy xuống em 2 lần. Và cuối tuần em không có được nghỉ đâu anh ơi. Em đi làm mà nghỉ ngày thường không à. Ờ thì cố gắng anh sắp xếp qua em. Anh làm dạ. Chủ mà, lo dạ. Gì. Họ có bao nhiêu nhân viên? Em được 2 người làm với 1 kế toán. Trời đông quá ha. Thì đông rồi. Được rồi. Nam hát bài nước Lào đi. Dạ, hôm nay đến đây thì em gửi tặng bạn nữ với cả khán giả bài hát Đừng Sao Giấc Mơ. Đêm nay thời gian đứng yên lắng đông, cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Mưa rơi làm thêm khó câu giá từ vì đường xa ướt mưa. Có hồn ghê luôn. Được. May dạ, nó không có từ lời đúng không? Thực ra thì lúc rảnh rỗi em có đi hát phòng trà. À. Dạ. Hát phòng trà luôn hả? Phòng trà ở đâu vậy? Quá dữ luôn. Không, buổi tối thôi chị ạ. Còn em đi hát em làm tao hát nhạc Trịnh không à? Hát Trịnh thôi, giờ hát câu nhạc Trịnh coi. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi phương nhật nguyệt. Rồi suốt trăm năm một cõi đi về. Tóm lại bạn bên đây có một tâm hồn nghệ sĩ, vừa kinh doanh một tâm hồn nghệ sĩ à, không có cao có, cũng không keyboard đâu sợ. Trong nhà mình có 2 người làm với kế toán. Bây giờ có người nữa sale là đủ luôn. Dạ được ạ. Dạ. Bạn nữ mình đi với ai? Dạ em đi với má với chị em. Đâu? Dạ. Linh và chị Cát Tường, em chào quý vị khán giả. Gia đình em thì chỉ có 2 chị em. Thì nãy giờ em ngồi ở dưới em nghe em trai đây chia sẻ. Thật sự thì em thấy là nói năng là lưu loát. Mà em thì cũng là người làm kinh doanh cho nên là em cũng thích trong gia đình em của những người làm kinh doanh. Thì em thấy em trai là có công việc làm chủ và ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Cũng là người miền Bắc, chị em có một cái là đàn ông là không có được lăng nhăng và là keo kiệt. Phải thoải mái, rộng lượng. À, em trai đây là em chấm rồi đó. Nhiều khi ta mới có nổ biết có phải vậy không? Tại vì vàng thật thì không sợ lửa. Sau này không thật thì dĩ nhiên thì cái kết quả em cũng sẽ biết. À đúng rồi. Đúng rồi. Bác nói sao, bác thấy sao? Con rể tương lai mình vậy được không? Cô chào hai MC rất là dễ thương mà cô rất là thích. Dạ, dạ. Con cảm ơn cô. Và cô chào cháu. Dạ, con thì cô thấy nói chung là cái ngoại hình thì là cô chấm. Dạ. Nhưng mình chấm cái ngoại hình đó chưa phải là kết quả. Dạ. Còn cái đường mình đi, cái đường con đường hạnh phúc rất là dài. Dạ. Cô chỉ muốn là cháu và con cô mình dạ. Chỉ nhìn nhau một cái ưu điểm thôi. Dạ. 9 cái khuyết điểm mình đừng nhìn. Là cô thấy sống được cái cuộc sống hạnh phúc. Dạ. Quá hay. Cái này vô tình là lụm bí kíp rồi đó. Gặp mẹ, gặp mấy chị luôn. Không, nhưng mà rồi. Bây giờ mẹ với chị nói vậy thì bạn cũng phải nói câu nào dạ, đi. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn bác với chị ạ. Mình nói gì đi. Nói chung là những điều em nói là sự thật chị ạ. Dạ. Ông chủ hả? Dạ vâng ạ. Chủ nhỏ. Em ở công ty cũng được 2-3 năm rồi. À, mình chuẩn bị để lấy vợ chưa? Rồi bây giờ là sẵn sàng quá rồi chị ạ. Sẵn sàng quá rồi. Điều gì bạn không thích ở người bạn gái? À, anh mặc nó màu mè quá. Em đang mặc màu nổi lắm anh ơi. Không phải anh nói là nhiều màu á, nhiều màu chung bộ quần áo á, xăm mình nữa. Rồi để mình coi bên đây có xăm gì không nha. Dạ cảm ơn chị. Để anh qua anh xem coi thế nào nha. Dạ. Dạ anh chào trời ơi xinh quá. Chào bạn. Dạ. Mình về làm chủ tịch hội quản trị hay tổng giám đốc? Thôi em làm tài chính đi anh. Tài chính thôi đúng không? Dạ. Chứ khỏi còn làm chức kia mệt hả? Giữ tiền. Dạ đúng rồi. À. Em thích giữ tiền lắm. Rồi đúng cảm ơn em. Người phụ nữ hiện đại. Dạ. Rất là năng động. Anh nhìn sơ qua anh thấy như vậy đó. Dạ. Ha. Cặp này kết hợp lại là ăn nên làm ra mau giàu lắm nha. Sẽ có gì để tiến xa hơn ha. Nhưng mà về em bổ nhiệm làm gì? Chắc em là làm bên sale á. Em thích làm tài chính nè anh ơi. Thì em làm tài chính chắc anh làm sale quá. Rồi thôi bây giờ kéo màn lên cho hai bạn trực tiếp phân bổ công việc với nhau nha. 2 phút bắt đầu. Rồi chào dạ, bạn. Dạ anh chào. Hôm nay mình có quà tặng. Dạ em cảm ơn em có quà tặng anh. Sao mặt đứng hình vậy? Anh có hay thích đi xem phim không anh? Anh thỉnh thoảng cũng đi xem phim với bạn. Dạ. Cảm nhận cô gái như thế nào? Hôm nay em xinh quá. Dạ hả? Em cảm ơn. Không em biết mà. Ngay nhìn thấy anh cũng rất là đẹp trai. Thôi cảm ơn. Dạ. Cảm ơn em.
nó nói gì tận đây là nhau. Xong là tí nữa em về Biên Hòa luôn hay sao? Dạ chắc vậy đúng không? Thế vậy à? Dạ. Mời cả nhà đi ăn cơm luôn đi. Có mẹ, có mấy chị luôn nè. Dạ. Đi qua mời cả nhà chiều nay ăn cơm luôn đi. Dạ. Nữa anh đi nha. Không mời trước đi xong rồi tính sau. Mời trước đi. Ê, tí nữa con mời bác với chị với em đi đóng đi. Dạ. Dạ em cảm ơn. Con thấy ảnh rung quá được rồi anh. Không rung được. Hình như rung thế. Bạn xinh quá. Xinh quá đúng không? Dạ, dạ. À, bạn thấy mình sao? Bề ngoài thì em thấy anh là ăn mặc sạch sẽ gọn gàng. Dạ. Đúng là em thích. Dạ. Còn tính cách thì phải từ từ tìm hiểu mới biết. Dạ. 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 Còn thì em thấy hôm nay thì nhìn em xinh đấy. Xinh với đúng như người anh tìm đấy. Dạ. Vậy hả anh? Dạ. Nếu được thì cuối tuần này em xuống Biên Hòa em chơi. Thì ngày em nghỉ thì cố gắng bó sức cho anh. Dạ. Tại vì em giúp sức công việc thường xuống em. Dạ. Dạ. Một câu gì nữa thôi, mỗi người một câu nữa chúng ta sẽ bấm nút. Em bấm chương không? Không có hỏi câu đó. Câu tỏ tình đi. Ừ. Làm chủ mà sao yếu quá vậy? Chứ cô gái xinh quá rồi hụp quá. Thôi làm gì đâu mà rung. Bạn xinh quá. Bây giờ nói một câu tỏ tình đi, xinh thì tỏ tình lẹ đi. Rồi anh thích em rồi đó. Thôi hết thời gian. Nè, suy nghĩ thật kỹ nha, rồi quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Chuẩn bị. Đó chưa? Dạ. Bấm nhanh nha, không đếm qua là không bấm là khỏi bấm luôn đó. 1 2 và trời cũng lẹ quá ha. Chúc mừng bạn. Chào bạn. Đây gửi tặng các bạn những chiếc vé đầu tiên để chúng ta cùng nắm tay đi xem phim, để có một không gian thật lãng mạn. Và smart i5 đó là cặp loa. Dạ, để các bạn nghe nhạc, tâm sự chia sẻ với nhau. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax tặng cho hai bạn. Cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn anh chị. Dạ. Cảm giác nắm tay thấy sao? Thấy lạnh quá. Ai lạnh? Em lạnh quá, bạn ấy cũng lạnh nữa. Sướng không? Sướng hay sướng? Sướng ạ. Hả? Sướng ạ. Nói với bác câu gì đi, xin phép đi coi phim đi. Cuối tuần này con xin phép bác đưa em đi chơi ạ. Còn vụ đi ăn nữa đó. Còn vụ đi ăn. Tôi nữa nha. Dạ. Mời anh Quyền Linh chị Cát Tường luôn ạ. Nay có đem đủ tiền không? Ông chủ mà lo gì, không biết nữa. Chúc hai bạn sớm tìm thấy được hạnh phúc của mình ha. Dạ. Dắt bạn gái bên bờ ha. Dạ. Báo tin vui cho anh chị nha. Rồi. Nếu như có người nào về ở chung với con chịu không? Dạ có. Có hả? Rồi ngoan chú quá. Này nè, chú này về ở con có chịu không? Dạ có. Hãy nhắm mắt lại, xem thật sự hình ảnh nãy giờ, câu chuyện nãy giờ nó có rung động con tim của mình hay không? Nào, 3 2 1 1. Xin mời nhà gái. Mời đi Kim. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Nào, bây giờ nhà gái mình giới thiệu về mình coi. Dạ, con chào cô Hồng Vân ạ. Con chào chú Quyền Linh. Chào anh đồng hành cùng em. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Kim Dung. Năm nay em 29 tuổi và em đến từ Đà Lạt ạ. Con làm tư vấn viên tài chính của công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife ạ. Con làm ở Sài Gòn? Dạ không, con làm ở Đà Lạt ạ. À, hiện giờ đang sống, sinh sống và làm việc ở Đà Lạt luôn. Dạ vâng ạ. Mời nhà trai. Em tự giới thiệu, em là Đỗ Văn Tú. Năm nay 33 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa. Làm gì Tú? Dạ em làm kỹ sư cơ khí. Em có những ưu điểm, khuyết điểm gì Tú? Ưu điểm thì sống tự lập, biết nấu ăn. Có khuyết điểm gì không? Nhút nhát trước đám đông, với hơi nóng tính chút xíu. Em đã từng xuống Biên Hòa chưa? Dạ có rồi ạ. Có rồi hả? Dạ. Có sợ yêu xa không? Dạ yêu xa thì dạ con cũng không sợ lắm, nhưng mà quan trọng là do hai người á cô. Rồi bây giờ mình nói về cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của con là một người sống rất là vui vẻ, hòa đồng, thích những công việc như là từ thiện hay là giúp đỡ người khác ạ. Còn điểm yếu? Dạ còn khuyết điểm của con thì vì con là người sống tình cảm nên là con khá là biết ướt hay khóc nhè á cô. À hay khóc nhè hả? Dạ nấu ăn thì cũng chưa được ngon ạ. Này là con làm hay là con mua? Dạ đây là con tự làm á cô. Vậy là con giỏi quá rồi. Này là làm thủ công ha, khéo dạ, tay đúng không? Dạ. Đường tình duyên của em trai sao nè, nói cho đàn gái kia, nói lớn lên. Dạ em thì trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời đi học. Rồi mối tình đầu tiên bỏ qua, mối tình sau này là mấy năm? Mối tình thứ hai thì em
quen và lập gia đình được 11 năm. Của em lập gia đình rồi. Dạ vâng ạ, em sống 11 năm. Dạ. Trời ơi. Rồi mấy đứa cháu? Dạ em được hai cháu gái. Bây giờ hiện tại cháu nhỏ thì 6 tuổi họ ở với mẹ, còn cháu lớn là năm nay 12 tuổi ở với em. 11 năm nhưng lý do tại sao lại chia tay? Dạ tại vì trong cuộc sống thì công việc của em ấy thì là hay đi công trình, đi làm xa. Mới hay nữa là em cũng tại vì là tính chất công việc em ham mê về công việc quá cho nên là cũng ít dành ít thời gian cho gia đình, dẫn đến tình cảm càng ngày càng nhạt phai. Lo do em đi qua sao? Dạ, đi làm, em đi làm việc, em cũng chăm sóc gia đình. Dạ. Bây giờ hai đứa nhỏ, một đứa là 6 tuổi ở với mẹ, 12 tuổi với ba, vậy thời gian đó em chăm sóc đứa nhỏ. Dạ cháu lớn thì ở với em thì tại gia đang ở với ông bà nội. Bây giờ liệu là nếu mà mình lấy vợ về á thì em nghĩ là em có thể lo được cái cuộc sống cho thêm một người vợ mới và nhiều khi lại có con nữa không cưng? Dạ cái này em đủ khả năng không dám hứa nhưng mà chắc chắn sẽ là một chỗ vợ tinh thần và vai vững chắc lo cho cuộc hôn nhân sắp tới. Chị muốn hỏi là em thì sao về cái tình duyên của em? Em cũng như anh, em cũng có một trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ ạ. Và cách đây khoảng hơn 4 năm ạ. Hơn 4 năm rồi? Dạ. Là đổ vỡ hơn 4 năm, vậy là mình có con chưa? Dạ, em có một bé gái ạ. Một bé gái hả? Dạ. Là bé ở với em? Dạ vâng ạ. Là mấy tuổi rồi? Dạ, hơn 5 tuổi ạ. Cái vấn đề này thì chút xíu các bạn nên trao đổi thẳng thắn với nhau luôn ha, về cái vấn đề con anh con em này luôn nha. Bên đàn gái có bây giờ muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bờ vai vững chãi ạ. Về kẻ mặt tinh thần lẫn kinh tế và phải thực sự là yêu thương con gái em ạ. Dạ, đó là một yếu tố quyết định của em. Sao em... cái đó điều chắc chắn, tại vì em là sống nội tâm, sống rất là tình cảm. Dạ. Thì có qua có lại thôi em. Dạ. Người ta yêu con em thì em yêu con người ta. Dạ, là cái chuyện đó là hết sức là công bằng đúng không? Dạ. Thì hôm nay mình đi với ai nào? Dạ em đi với bố, con gái, anh chị em. À vậy hả, có con gái đi nữa hả? Bây giờ hỏi ý kiến con gái chút xíu đi ha, rồi qua ông nha. Con gái tên gì? Con chào ông Huỳnh Linh. Con chào bà Hồng Vân. Chào con. Con chào các quý vị khán giả. Con tên là Trường Ngọc Quỳnh Chi. Năm nay con 5 tuổi. Con là con gái của mẹ Dung. Rồi giờ con hôm nay con muốn nói gì với mẹ nào? Con muốn nói gì với mẹ mình không? Dạ có. Con nói đi. Con muốn mẹ hạnh phúc với con. Con muốn mẹ hạnh phúc với con hả? Nếu như có người nào về ở chung với con chịu không? Dạ có. Có hả? Rồi ngoan chú quá. Chú này nè, chú này về ở con có chịu không? Dạ có. Có hả? Con thấy thích chú này không? Dạ có. Có luôn. Rồi thấy cưng quá rồi đất luôn rồi đó. Thấy chương trình gì? Chào ông Mai và Mối. Thì dạ. Mình là bố đẻ của cháu Dung. Dạ con chào bác. Chào cháu. Dạ. Mình thì hiện tại đang sống ở Đà Lạt. Thì qua mình thì cháu Dung thì cũng trải qua một mối tình. Rồi là hai đứa cũng đã thương yêu nhau rồi cũng lấy nhau. Đấy, nhưng mà được hơn một năm thì là chia tay. Dạ. Nhưng do lý do thì thực chất ra thì cũng Dung sống là sống nội tâm và tình cảm. Dạ. Thích người chồng. Phải quan tâm mình, vì Dung rất là ước ao. Thường nghe là cứ ước ao làm sao lấy được một người chồng giống bố mình. Dạ. Thì thôi qua chương trình này thì cháu Dung đây thì cũng là cái cơ hội để hai đứa gặp nhau. Thì bác thấy cháu bên này thì cũng có nhiều cái điểm cũng giống tương đồng. Vì thứ nhất là cái nội tâm sống trong nội tâm thì chú sống rất là nội tâm. Dạ. Cái đó là điều quý nhất. Nhưng chú chỉ có một cái là một điều, chú chỉ hỏi một cháu một điều thôi. Dạ. Trong gia đình thì nó có hai cái, thứ nhất là về kinh tế và tiền bạc. Thì cháu sẽ chọn trong cái tình cảm nhiều hơn hay là về kinh tế nhiều hơn? Dạ. Theo quan điểm của cháu. Dạ vâng, cảm ơn bác. Thì con xin trả lời câu hỏi của bác. Thì thực sự ra là trong cuộc sống thì đối với con thì cái vấn đề vật chất nó không thành vấn đề. Khi mà hai người sống mà có tình cảm thì cả dù khó khăn đến bao nhiêu đi chăng nữa thì mình cũng cùng nhau bảo ban, cùng nhau vượt qua thì có tất cả. Còn nếu mà quan trọng về vật chất thì con nghĩ là cái tình cảm không bao giờ gắn bền. Đó là điều tuyệt vời. Dạ. Quan điểm đúng rồi, chưa bác đây. Dạ. Thứ hai bác chỉ hỏi cháu một câu. Dạ. Giả sử cháu có khả năng về Đà Lạt ở với chú được. Có không? Có về không? Dạ, không, đấy là điều kiện. Dạ vâng, thực sự thì con nói với bác là cái vấn đề thì
khi mà hai người mà tìm hiểu mà hợp và tiếp tới được với nhau thì vẫn quan trọng, thì có vấn đề là ở đâu không quan trọng, quan trọng chủ yếu là hai người hợp và cùng nhau bỏ ban nhau làm ăn. Thì các cụ nói là đất lành chim đậu, không có căn ngại gì, vấn đề là ở đâu hay bất kỳ chỗ nào, mình sống ở đâu thuận tiện công việc làm ăn mà phát huy được, phát triển được là tốt thì mình cứ phát huy, chứ không quan trọng là phải bắt về chỗ nào chỗ nào. Rồi, nghĩa là có vẻ thấy này được ha. Đây là một chàng một người đàn ông rất là bản lĩnh, đã vượt qua rồi những thử thách và sát hạch của họ nhà gái. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Ngoại hình thì ưa nhìn là được. Ưa nhìn là được. Cao 1m55 trở lên là ok. Biết quan tâm chia sẻ. Đó, và rồi biết kính trên nhường dưới. Ồ, chào gái. Dạ. Trời đất ơi, xinh quá trời xinh nhờ. Đúng là đường tình duyên hả? Thôi, buồn làm chi em ơi. Hết duyên tình cũng lỡ làng ha. Thôi, mà coi như là cái duyên phận nó vậy rồi, đừng buồn nữa. Mình nên mở ra một cái tương lai tươi sáng hơn nữa, mở lòng mình ra nữa ha. Dạ. Em trai đi với ai vậy? Dạ, em đi với bạn thân của em ạ. Bạn thân luôn hả? Ê, bạn thân cho vài ý kiến coi nào. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Vân ạ. Dạ, em là Tiền Giang, em là bạn thân của bạn Tú. Mình mong rằng là bạn Tú với bạn Dung bên đây, hai người cho nhau cơ hội tìm hiểu với nhau nhiều hơn để có kết quả nó tốt đẹp hơn, nhanh nhanh gần gần để cho bạn Giang được đi nhậu đám cưới. Rồi, à, cảm ơn thằng trai. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Nào, hãy chấp lấy thời cơ, mở rào. Cô con gái quá trời xinh luôn vậy đó. Tới anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Đây. Cái món đó, cái gì vậy cưng? Dạ, sách ạ. Sách? Sao em lại em rất thích đọc sách luôn. Dạ, cái sở thích của em mới hay nữa là thực sự là em là con người sống nội tâm, cho nên là em tặng em gái một cái cuốn sách là Tấm Lòng Vàng. Có là bao nhiêu cái lòng tình cảm của em là dành cho trong trọng trong cuốn sách đó, thay lời em muốn nói. Thay lời muốn nói bằng cuốn sách. Rồi, mình cảm tặng bên nhà trai đi cưng. Dạ. Dạ, em đến từ Đà Lạt. Đà Lạt thì nổi tiếng với lại hoa và dâu tây ạ. Và em mang những đặc trưng của Đà Lạt đến tặng cho anh. Rồi, cảm ơn em. Nice. Trước đám đông với một trước một người phụ nữ xinh đẹp thì em rất là nhút nhát mà không biết gì, em có làm một bài thơ gửi tặng bạn gái cũng như tất cả quý vị trong khán giả ở trong trường quay. Vì em run quá không nhớ được nên là thôi xin phép nó đọc. Bây giờ đối tượng của bạn là bạn này cho nên mình, bạn xưng là anh em đi. Dạ. Thì anh tặng em bài thơ. Chào em cô gái dễ thương, vừa gặp anh đã mến thương em rồi. Đắm say những lúc nàng cười khiến anh ngây ngất cả người xuyến sao. Xinh xinh má ửng hồng đào ấy kia đầy đặn làm sao kìm lòng. Nhìn vào đôi mắt sáng trong, hồn anh đã lạc như không lối về. Nhìn nàng quả quyết, quả hết chỗ chê, chỉ sao mơ ước nàng về cùng anh. Đắp xây, xây mối mộng lành, sẻ chia bầu bạn cùng anh sớm chiều. Thỏa lòng cho một chữ yêu, điều gì em muốn anh chiều em ngay. Chung tay xây mối duyên tình, thành một tổ ấm gia đình mộng mơ. Xin hết. Và thơ rất là hay và ý nghĩa luôn ạ. Em cũng là một người sống rất là lãng mạn nên là rất thích một nửa của cuộc đời mình là một người sống tình cảm và lãng mạn như vậy ạ. Em xin tặng anh bài Anh của Thùy Chi ạ. Anh vẫn đến dù trời có mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc gió rét xua tan mùa đông lạnh lùng. Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, tựa đầu vào nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ. Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình hòa nhập con tim ngàn lời yêu thương. Bây giờ mình hẹn hò thế nào đó, thôi mình bàn thử đi em trai. Thì thực sự thì anh ấy đang sống và làm việc ở Biên Hòa. Thì vậy là anh em mình cũng khoảng cách là cũng là khá xa. Thì theo em thì anh em mình có thể tìm hiểu như thế nào nó hợp lý. Em thì từng nghe có một câu nói thì em cũng không nhớ tác giả của đó, nhưng mà đại khái nội dung như thế này. Tình yêu thì như những đốm lửa,
nó sẽ bùng cháy khi mà đó là một ngọn lửa lớn, nhưng mà nó sẽ bị dập tắt khi đó là những đốm lửa nhỏ. Nếu như mà thực sự trong xa cách, nếu như hai người thực sự yêu thương nhau thì đó không phải là một rào cản. Tình yêu mà nó đủ chín mùi thì cả xa cỡ nào thì anh cũng có thể cố gắng và vượt qua được hết. Cái đó là cũng là một cái sự thử thách ban đầu. Chủ yếu là hai người có dành chọn cái tình cảm cho nhau hay không thôi. Hiện giờ cái kinh tế của em đang ổn định không? Dạ, kinh tế em thì ổn định. Như nãy em chia sẻ là em cần một người cả về vật chất lẫn tinh thần, đúng không? Thì liệu rằng cái công việc của bạn này lên Đà Lạt có phát triển được không? Khi mà bạn phải làm lại từ đầu. Thì cái đó là tụi em phải tự tìm hiểu và nói với nhau. Tức là khi mà mình đã là trưởng thành rồi thì những cái điều đó là mình phải gọi là giống như lật bài ngửa với nhau hết thì mới có thể bền chặt được. Chứ còn bây giờ không còn là yêu đương vớ vẩn nữa mà phải là yêu và đi đến một cái gì đó nó kết thúc viên mãn, đúng không? Vâng. Đó. Tại vì thực sự cảm ơn chị, là tại vì là đúng ra thì công việc của em thì làm chỗ nào cũng được, nhưng mà tại vì cái trên đó thì em cũng chưa biết cái mô hình như thế nào, nhưng mà cái một cái thành phố du lịch và đang rất là nổi thì em nghĩ là cái vấn đề đó thì không có quản ngại gì hết. Anh nghĩ thế này, với một người yêu xinh xắn thế này, một cô vợ tương lai đẹp thế này thì ở đâu mình cũng đi, thậm chí trong rừng mình cũng vô luôn. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Quan trọng là tình yêu thăng hoa, chúng ta có thể làm tất cả mọi việc. Dạ. Như nãy em nói là quan trọng là tình cảm. Dạ. Còn công việc ở đâu chúng ta cố gắng thì nó cũng sẽ thành công thôi. Dạ. Chứ bây giờ anh hỏi thật sự là trái tim em có rung động trước đối phương chưa? Thực sự là em rất là rung động chứ không phải rung động nữa. Trời, nhìn là thấy rung động toàn phần rồi. Cô gái xinh đẹp như thế, vấn đề là chúng ta đủ sức để có thể lo cho hai đứa nhỏ, rồi còn một đứa nhỏ ở nhà bên vợ cũ nữa ha. Nói gì nói, mình cũng phải có trách nhiệm với những đứa trẻ đó. Thấy không? Bây giờ em nói một câu gì để thuyết phục cô này, đơn giản như vậy thôi. Nào, hãy nói những cái gì mà tự trái tim của mình, nói thật lòng với cô ấy đi. Anh với em tới đây cũng là một cái duyên, thì chúng ta hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Yêu là yêu thật lòng. Anh không hứa là cho mẹ con em một cái giàu sang phú quý, nhưng anh cũng sẽ là một chỗ dựa tinh thần, một cái bảo vai vững chắc để làm điểm tựa cho hai mẹ con cùng với bố con anh phát huy và tiến tới gia đình phát triển kinh tế một cách tốt nhất và nhanh nhất. Không giàu sang phú quý nhưng mà phải đủ ăn đủ mặc. Hãy quên cái chữ đó. Đủ ăn đủ mặc là phải yên bình, phải dư chút đỉnh thôi, đủ ăn đủ mặc cái đó được thì đâu. Điều là rất là chắc chắn rồi. Rồi, ok. Còn chuyện bấm nút hay không, trả lời thế nào là phụ thuộc vào cô gái. Hai bạn hãy để tay vào nút bấm. Hai bạn cũng đã lớn rồi, đủ sức để chúng ta cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Cảm nhận đúng, chúng ta bấm nút. Cảm nhận không đúng, chúng ta không cần phải bấm nút. Hãy nhắm mắt lại, xem thực sự hình ảnh nãy giờ, câu chuyện nãy giờ, nó có rung động con tim của mình hay không. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả, bởi cái nút bấm nó hết sức quan trọng nha các bạn. Duyên nằm ở đó. Nào, 3 2 1 1, hết thời gian. Bấm nút. Chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau, đồng ý cho nhau một cơ hội. Hứa gì với bố vợ tương lai đi? Con xin hứa với bác, với gia đình nhà gái thì con là người sống rất là nội tâm, thì con sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội là chỗ dựa tinh thần cũng như vật chất là vững chắc nhất để lo cho gia đình sau này phát triển kinh tế tốt nhất. Tất cả những lời hứa đó nó còn mãi mãi trên truyền hình nha. Không bao giờ phai cả, và hứa gì thì nhớ đó. Xin phép bố cho hôn bạn gái. Con xin phép bác cho con hôn gái. Nè em nói gì với con bé kia kìa? Con có thích đi chơi cùng với chú với mẹ không? Là có. Nói vợ gì cũng có chứ. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn trắng da bật tông, trẻ hóa da, đặc biệt trị dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt,
say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Centong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Xây lại cái ngôi nhà tình yêu cho nó mới. Xây lại ngôi nhà tình yêu cho nó đầy ắp những tiếng cười và sự yêu thương ở trong đó. Chúc hai em sẽ hạnh phúc nha. Cảm ơn em. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ nhì. Con sống khá là nội tâm, hơi ít nói. Với con ngại giao tiếp trước đám đông, thực sự là ngồi đây con rất là run. Hay bị dễ gọi là ngủ nướng. Tại vì cái tính chất công việc của con thì thường hay gọi là ngủ trễ, nên gọi là đôi khi ngủ khoảng 7-8 giờ sáng mới thức. Ngủ lên chứng khoán nó lên cho mệt. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời nhà gái giới thiệu cho đàn trai biết coi. Dạ, con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Con tên là Thanh Tâm, năm nay con 25 tuổi. Con đến từ Kiên Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là con đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh là nghề gì? Dạ, con làm điều dưỡng ở một bệnh viện trong thành phố. Ở quận mấy? Dạ, con làm ở bên quận 5, chú Quyền Linh. Quận 5 hả? Dạ. Quê ở Kiên Giang. Kiên Giang mình đẹp làm sao? Đó. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Văn và chào tất cả các bạn. Con tên là Nguyễn Văn Trung. Hiện tại con đang làm việc và sinh sống ở hai nơi, An Giang và Bình Dương. Công việc chính của con hiện tại đang là môi giới về đầu tư chứng khoán. Rồi, chứng khoán mùa này sao rồi con? Dạ, tình hình vàng với cổ phiếu hiện tại cũng đang lên. Đừng nói chuyện vàng ở đây con. Tình hình căng lắm con. Bên kia là làm điều dưỡng, bên đây chứng khoán ha. Con nói cái điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai bển nghe đi. Dạ, cho con xin được nói khuyết điểm của con trước. Là về khuyết điểm của con thì con sống khá là nội tâm, hơi ít nói. Với con ngại giao tiếp trước đám đông, thật sự là ngồi đây con rất là run. Nhưng mà ráng gồng. Vậy đó hả? Dạ. Rồi còn điểm mạnh của con? Dạ, còn về điểm mạnh của con thì con biết nấu ăn, biết lắng nghe người khác, cũng như là biết chăm sóc cho gia đình. Còn con? Dạ. Con có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, con ưu điểm và khuyết điểm hơi bị nhiều. Khuyết điểm trước đi, giống như bên kia coi sao. Cho trước tiên, cái khuyết điểm của con là hay bị dễ gọi là ngủ nướng. Tại vì cái tính chất công việc của con thì thường hay gọi là ngủ trễ, nên gọi là đôi khi ngủ khoảng là 7-8 giờ sáng mới thức. Ngủ lên chứng khoán nó lên cho mệt. Thường phiên sáng thì nó không có vấn đề gì. Kèm theo đó là con rất là dễ gọi là dễ quên tên người đối diện. Rồi, khuyết điểm gì nữa con? Thì hầu như là hai khuyết điểm đó là rất là lớn của con. Còn ưu điểm? Dạ, ưu điểm của con thì dễ gần gũi, vui vẻ. Kèm theo đó là hầu như là rất là dễ hòa nhập với gọi là tất cả các môi trường. Nhưng mà con có thể thêm cái khuyết điểm của con là hơi bị nhây. Nhây hả? Dạ, nhây. Giống nhây như là có lầy không? Nhây cũng hơi lầy. Hơi lầy luôn. Dạ. Nhưng mà đôi khi cũng cần lầy cho nó vui con. Không, con nghĩ như thế thì phù hợp với bạn bên kia, tại vì bạn kia khá là trầm tính. Ưu điểm, khuyết điểm bên đây vậy đó, bạn gái thấy sao? Nó nghe nè, bây giờ bên đó có cái sở thích gì đặc biệt không? Hiện tại thì con rất là thích đi du lịch. Hầu như là tầm độ khoảng 3-4 tháng là đều đi một lần. Bên đây con có thích du lịch không? Dạ, con cũng thích đi du lịch. Vậy hả? Dạ. Có thích nuôi động vật không? Dạ, thích, con vô cùng thích nuôi chó mèo luôn. Dạ, bạn bên kia có thích không? Dạ, con chuẩn bị là định là tìm bạn nữ để là nuôi cún nè con. Dạ. Trời ơi, lấy vợ thì làm gì tươi tỉnh, lấy vợ thì nuôi cún. Hai đứa cũng có nhiều cái giống nhau ha. Đúng rồi, đồng điệu á. Bây giờ mình hỏi xem đường tình duyên hai nhỏ hay sao nè. Bây giờ đường tình duyên của mình có mấy mối tình rồi nè? Dạ, con có một mối tình đơn phương. Còn nếu nói về mối tình chính thức thì con chưa trải qua mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết. Rồi đơn phương người ta có biết mình đơn phương người ta không? Dạ không. Không biết luôn, dạ. Đó là năm thứ mấy? Dạ năm 2 đại học cô. Như vậy là tới nay là được mấy năm? Khoảng 4 năm cô. Khoảng 4 năm rồi? Dạ. Trời đất ơi. Wow, áp lực cho cái anh bạn bên kia nghe. Anh Trung. Dạ. Đó, bên kia là chưa có mối tình nào đó nha. Người ta nha. Chưa có mối rồi, tình con nào con nói đó. Đường tình duyên đi, mấy mối tình rồi? Dạ, con hiện tại đang có đã từng trải qua 2 mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? Dạ, dài nhất là
một năm. Xong rồi đơn phương họ cũng 3-4 năm. Khi mà chấm dứt cái mối tình đó thì bắt đầu quen lại một cô bạn thì lớn tuổi hơn con 5 tuổi. Nhưng mà sau thời gian khoảng cũng gần 1 năm thì họ cũng bắt đầu định cư bên Mỹ. Trở thành bạn luôn. Rồi, xong rồi đó. Nhưng mà anh này con ở không là mấy năm rồi, nãy con nói nhỏ cô không nghe. Dạ cũng gần 2 năm rồi con. Ở không gần 2 năm rồi hả? Trời ơi, đây ở không đó giờ luôn á. Dạ con cần tìm yêu thế nào con nói cho bà mối ông dân nghe cái đi. Cái mẫu bạn gái của con có thích giống như là mà người yêu của con phải giống như công chúa không? Dạ con nghĩ thì không cần như vậy đâu cô. Tại vì xinh quá thì mất công giữ nữa thì khổ. Không, ý cô không nói là xinh quá mà giống như là một cái mẫu hình mà giống như là nhẹ nhàng nè, dễ thương nè, nhìn giống như công chúa vậy đó. Có thích không? Dạ cũng thích đó cô ạ. Thích da trắng hay là da nâu? Da cao khoảng 1-1.5 trở lên là cao mét rưỡi. Dạ thì da trắng. Tóc làm sao? Dạ tóc thì chấm ngang vai hoặc vài tí xíu cũng được. Nhưng mà cái đó, những vấn đề đó thì quan trọng là phù hợp vào cái tính cách và sở thích của người phụ nữ thôi, chứ mình cũng không thể can thiệp được. Bây giờ con nghĩ là trời ơi, bây giờ là khi mình bắt đầu đến cái với cái chương trình này, rồi tự dưng mình đem về một cái gọi là một cái viên ngọc quý, một nàng công chúa mà mình phải trách nhiệm nặng nề lắm, bởi vì tới 25 tuổi rồi người ta chưa biết yêu là gì luôn. Cô nói con bị đau tim. Bị đau tim luôn, cô còn đau tim giùm con nữa nè. Để tôi qua tôi coi mắt này nhà gái coi sao nha. Đây. Công chúa hả? Đó, công chúa. Chào chú Huỳnh. Trời, chào công chúa. Đó. Dễ cưng quá ha. Con muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, mẫu bạn nam của con là một người trưởng thành, chín chắn. Con thích bạn nam ít nói, với không hút thuốc. Còn nếu mà uống rượu thì cũng được, nhưng mà phải biết điểm dừng là được. Đặc biệt là con thích mấy bạn nam mà biết sửa chữa một số cái vật dụng ở trong gia đình á. Ví dụ như là lắp điện hay lắp ống nước hay trời là khoan tường gì đó. Ba cái gì dạ, nhỏ mà, nhặt đó mà. Ví dụ như nếu bạn nam đó mà cũng thương chó mèo nữa thì con còn khóa giữ nữa. Được không con? Dạ con nghĩ là được ạ. Sửa được số đồ trong nhà không? Dạ được. Bao nhiêu phần trăm? Nãy giờ bạn gái nói vậy là con dạ, khoảng là 80%. 80% đó. Chỉ có cái việc là cái công việc của môi trường làm việc con nói hơi nhiều nên nói hơi khó. Chứng khoán mà nói nhiều lắm. Nhưng mà theo cái cạnh là khi mà có hai đứa thì con rất là ít nói. Con không thích điều gì đàn ông? Dạ con không thích con trai gia trưởng với tính hay tính toán. Tính toán? Dạ. Chứng khoán tính vừa lắm. Thì đó nè, đó nè, tính. Tính hàng giờ luôn á. Chứng khoán mà không tính là thua đúng không? Thôi hỏi kiến người thân đi con. Con đi với ai? Dạ hôm nay thì con đi với hai đứa em gái. À hai đứa em gái ha. Thấy chị dâu tương lai sao? Được không? Dạ con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Con thấy chị này rất là xinh và dễ thương, rất là hợp với anh của con. Hai người rất là xứng đôi. Hồi nãy chị nói là thích người đàn ông sửa điện, sửa ống nước trong nhà không? Thì anh em lúc trước là thợ sửa điện, sửa ống nước trong nhà. Thợ sửa trong nhà, thợ sửa ngoài. Sửa ngoài luôn chú. Trời ơi, giỏi vậy đó hả? Dạ. Thôi vậy cũng được, an tâm con, an tâm. Em mong hai anh chị cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn con. Hai đứa này nó giống như song sanh vậy. Con đi với ai ạ? Dạ hôm nay con đến đây cùng với chị và các bạn đồng nghiệp của con. Vậy hả? Đâu chị ơi, chị đâu rồi? Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân ạ. Em là Tinh Chi, em là chị đồng nghiệp của bạn Thanh Tâm. Thì bạn là một người vui vẻ, hòa đồng. Chắc do tình duyên chưa tới cho nên lúc này còn không. Chị thấy bạn trai bên đây cũng vui vẻ, hòa đồng. Mà hy vọng hai bạn nên cho nhau một cơ hội ạ. Cho chúng trẻ gặp nhau đi. Mở rào ha. Mở rào. Mở rào. Ôi, dạ. Anh có quà muốn quà tặng em nha. Em cảm ơn anh. Dạ, đồng thời em cũng có muốn quà muốn tặng cho anh. Dạ, okay. Đây là chiếc đèn ngủ hình một nhân vật hoạt hình mà em rất là yêu thích. Em hy vọng là với chiếc đèn ngủ này thì sau một ngày làm việc mệt mỏi thì nó có thể mang đến cho anh một giấc ngủ ngon. Anh có thể mở quà ra coi. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ. Cái này mình mở được. Dạ, à, đập nó cũng cháy mà không đập nó cũng cháy luôn. Dạ. Do lần đầu tiên anh nói chung là cũng lâu lắm rồi không có biết là mua quà tặng cho phụ nữ nên cũng chỉ có duy nhất một cái bó hoa thôi. Với lại bên cạnh bó hoa thì anh cũng đang là sau một cái thời gian làm việc á cũng lén mẹ có một cái quỷ duyên gọi là quỷ đen á, đang tìm một cái người phụ nữ để giữ giùm. Tại vì người đàn ông thì rất là khó giữ cái quỷ đó thì cũng mong muốn là trước tiên là cũng có được một cái người là giữ quỷ để giúp cho anh. Nữ chủ nhân đúng không? Nữ chủ nhân. À, ở lần đầu tiên thì anh có cảm nhận gì về em không? À, cảm nhận của anh là em rất là xinh hơn là cái mức là tưởng tượng của anh. À, cảm ơn anh.
với lại thấy em cũng rất là vui vẻ, rất là vui vẻ. Nói chung là em cũng chỉ hay cười thôi chứ em không có, nên chắc cũng thiếu muối. Anh cũng rất là thích cười, nói chung là vui cũng cười, buồn cũng cười. Dạ. Ủa vậy là hiện tại giờ là em ở Sài Gòn luôn hả? Dạ đúng rồi, em ở Sài Gòn, em ở bên Tân Bình. À Tân Bình ha. Nhưng mà hiện giờ là anh đang làm việc ở An Giang ha anh? À, hiện tại thì anh đang gọi là chuẩn bị chuyển công tác về dưới. Nhưng mà khoảng một tháng trước thì anh cũng đang ở Bình Dương. À, ví dụ như công việc của em thì khá là bận rộn, cũng có hay trực đêm nữa. Anh nghĩ sao về việc mà người đàn ông trong gia đình á phụ giúp người phụ nữ của mình công việc nhà một xíu? Thì cái hầu như cái việc đó thì đương nhiên thời buổi hiện tại bây giờ là nam nữ gọi là bình đẳng. Dạ. Nên tốt nhất là san sẻ công việc lẫn nhau. Dạ. Dạ, chứ cũng... không phải cứ phụ nữ là phải làm hết tất cả những việc đó. Dạ. Nên cái điều đó thì em cứ yên tâm, tại vì anh thì sống một mình cũng từ thời điểm năm 20-21 tuổi rồi. À dạ. Nên những cái vấn đề đó anh nghĩ làm được. Dạ. Hai đứa trao đổi là bây giờ mình hẹn hò ở đâu, khoảng bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân, ví dụ như thế. Nếu như mình bắt đầu quen nhau thì em nghĩ là mình sẽ tìm hiểu bao lâu? Em nghĩ khi nào mà em cảm giác là em cảm nhận được anh là người một người đàn ông tốt. Dạ, chắc khoảng một năm, hy vọng vậy. À. Tại vì hiện tại giờ thì mẹ anh rất là sợ về nhà. Tại vì về nhà, mỗi lần về nhà là mẹ anh cứ bảo đi cưới vợ. Dạ, đúng vậy. Tương lai hai đứa lấy nhau thì về ở đâu? Kiên Giang hay là An Giang? Chú Quyền lên thay em hỏi luôn rồi, anh trả lời luôn nha. Anh thì anh là con thứ. Cái việc mà ở đâu thì nó không quan trọng. Dạ. Thật sự mà nói, ở đâu mà cảm thấy mà mình vui vẻ, mình hạnh phúc thì mình cứ việc ở. Với ba mẹ anh thì cũng không đặt nặng cái vấn đề mà phải đi làm dâu này kia nọ. Dạ. Quan điểm về con trai con gái thế nào? Ví dụ sau này mà có thể tiến tới hôn nhân thì anh thích sinh bao nhiêu con, và là con trai hay con gái? Anh nghĩ là một nam một nữ là hợp lý. Dạ. Một nam một nữ là hợp lý. Hai đứa giao lưu văn nghệ chút đi nha. Thôi anh xin gọi là gửi tặng cho em một cái đoạn thơ thôi, một cái đoạn thơ mà anh nghĩ đang khá là hot ở hiện tại ở trên mạng. Dạ. Anh hãy nắm tay lớn lên nha con, lớn lên cho cô nghe chứ. Đất An Giang đầy nắng và gió, trai An Giang vừa chịu khó lại dễ thương. Nếu một mai mẹ anh cần cô dâu Thảo, em có bằng lòng làm con dâu mẹ anh không? Dạ. Trả lời luôn đi. Dạ em nghĩ là sẽ để thời gian trả lời. Dạ. Ok. Hát đi con. À, thật sự là con hát rất là dở, cho nên là có gì thì mọi người cũng bỏ qua cho con nha. Hát hay không bằng ai hát. Con được hát một đoạn thôi nha. Gửi sao anh đêm lung linh và tình sông nơi biển lớn, gửi anh những ngôi sao trên cao, tặng anh chiếc khăn gió ấm, để anh thấy chẳng hề cô đơn, để anh thấy mình gần bên nhau, để anh vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc anh thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi anh, nụ hôn của em ấm áp, và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà thôi. Rồi, mà. Được rồi, hai đứa về vị trí đi nào. Giờ đến lúc hai đứa kiểm tra lại, đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Chúng ta hãy lắng nghe con tim của mình nha. Đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả, để tay vào nút bấm đi các bạn. Trước khi bấm, con có thể nói một câu với bạn nữ không ạ? Nói đi con. Nói là cho nghe nghe. Mình gặp nhau ngày hôm nay đó là một cái duyên. Anh nghĩ là mình cái này là về phía anh thôi, nhưng mà anh mong ở cái góc độ là em là bên đàn gái, chúng ta có thể là cho nhau một cái cơ hội để gọi là mình tìm hiểu nhau một cách gọi là chân thật và lâu dài hơn. Tại vì đến với cái chương trình này thì anh không muốn dừng lại ở một cái mối quan hệ gọi là bình thường, và anh mong em là sẽ bấm nút cùng về cùng với anh. Anh xin hát. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Được rồi đó. Nắm tay nhau đi. Rồi, bây giờ là nụ hôn đầu tiên con. Vượt qua được cái đó. Vậy thôi, bình thường đó mà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn trắng da bật tông, trẻ hóa da, đặc biệt trị dứt điểm đám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn.
Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô chú. Ừ. Cảm ơn chị về. Con đi trước dạ. đây nè. Dạ, cảm ơn cả nhà. Con đi trước nè. Đó, chung đi sau bảo vệ bạn chứ. Dạ. Như vậy là chúng ta đã xem hai câu chuyện của bạn mối hò ngày hôm nay. Hai câu chuyện đó cái kết rất là đẹp. Họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất sẽ đến với họ. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin tạm biệt mọi người và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào chương trình sau. Cảm ơn nhà hàng Mắc He, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc và tài trợ thực hiện chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Thưa quý vị, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Để xem lại, quý vị có thể vào cổng thông tin Love TV hoặc là MTV Media. Nhớ subscribe quý vị nha. Xin chào tạm biệt. Bye. Con là ít nói. Điểm mạnh là ít nói hả? Con cũng tự thấy bản thân mình là một người năng động, dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh sống ạ. Con thì không có quan trọng về ngoại hình lắm ạ. Mập gầy đều được hết. Ít nói. Con cũng nói nhiều nên con thấy như bạn nam ít nói cũng là điểm mạnh. Em á là thích tìm hiểu và học hỏi và yêu thương gia đình. Siêng năng, chịu khó, tỉ mỉ, ham học hỏi. Cô là thích bàn tay ở Đắk Lắk để cho gần về nội về cha, mà chương trình ghép về với miền Nam mà cô chỉ có một đứa gái thôi mà không có cha, thấy con một mình là cô đơn, thấy cũng tội lắm. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là trong môn, tôi đã trở lại để tìm kiếm những chiến binh mạnh mẽ, quyết liệt, không bao giờ bỏ cuộc. 13 năm truyền lửa, truyền nhiệt huyết, tôi sẽ không dừng lại.